học Phật, tu hành. Oán thân trái chủ không phải kết trong một đời, mà đời đời kiếp kiếp. Thiên nhãn của chúng ta chưa khai mở. Nếu như mở được thiên nhãn thì sẽ biết oán thân trái chủ là một nhóm lớn, là một đội lớn, dân số rất đông, gần như không thể đếm hết được. Cho nên tại sao Bồ Đề Đạo khó khăn như vậy? Tại sao lại có nhiều chướng ngại như thế? Nếu quý vị hiểu thì sẽ biết được quan gia trái chủ đang tác quái, tạo chướng ngại. Họ không muốn chúng ta thành tựu, họ chỉ muốn báo thù. Có quán thì báo quán, có thù thì báo thù. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay đã kết những quán thù rất lớn đối với tất cả chúng sanh, rất nhiều. Đừng nói đâu xa, chúng ta chỉ nói tới việc sát sanh. Sau khi học Phật, chúng ta mới biết được đây là sự diệt lầm, trường chay không sát sanh. Nhưng trước khi chưa học Phật, chúng ta vô tình sát hại những chúng sanh này. Loài nhỏ nhất như con muỗi, con kiến, chúng ta nhìn thấy đều giết hại. Đó cũng là một sinh mạng, chúng cũng là một chúng sanh, chúng cũng tham sống sợ chết. Chúng ta giết hại chúng, chúng không thể phản kháng, nhưng mà oán hận đã giữ trong lòng, mãi mãi không thể xóa bỏ. Việc này rất phiền phức. Ngày trước tôi ở Singapore, có một vị cư sĩ từ Đài Loan đến thăm tôi. Nói về vấn đề này, ông nói trong nhà có con kiến, con ruồi, con gián, còn có con mối. Ông nói những con vật này sau khi chúng học Phật trì giới, đã thọ tam quy ngũ giới, có thể giết chúng không? Đây là những côn trùng gây hại. Vì sao chúng gây hại vậy? Chúng tôi báo quán. Chúng ta nhìn thấy chúng vẫn còn giết hại chúng, quán lại càng thêm quán. Như vậy không thể giải quyết vấn đề. Ông nói vậy phải làm sao? Đặc biệt là con mối, sức sinh sản của chúng rất mạnh. Nếu như không giết chúng thì không bao lâu căn phòng đó sẽ bị chúng đục rỗng, căn phòng sẽ bị sụp đổ. Đây là vấn đề rất hiện thực. Nếu gặp phải nó, chúng ta phải làm sao đây? Những tổ sư đại đức xưa nay chỉ dạy chúng ta, mỗi khi chúng ta làm một việc Phật sự, tức là bình thường ở nhà tụng một quyển kinh, niệm một chuỗi hạt danh hiệu Phật. Sau khi niệm xong đều phải hồi hướng. Hồi hướng cho ai? Cho quán thân trái chủ. Trên là báo ân, dưới là dành cho quán thân trái chủ. Nhưng mà hồi hướng của chúng ta vẫn còn rất sơ sài, không đủ thành ý. Vì vậy sức mạnh hồi hướng này rất yếu.
chân thành cung kính, một lòng xưng niệm, sự hồi hướng này mới có hiệu quả. Phải hóa giải những quán kết này. Tôi dạy chư vị đồng học, có một số đồng học tin tưởng, về tới nhà thật sự chịu tin, chịu làm, dặn dò những con vật nhỏ này. Chúng tôi tu hành cần một nơi sạch sẽ, quý vị đừng tới quấy rối. Tôi sẽ đem công đức tu học của mình hồi hướng cho quý vị. Tôi tu hành thay quý vị, tụng kinh thay quý vị, niệm Phật thay quý vị, thì chúng không tới làm phiền, chúng dọn nhà đi hết. Có hiệu quả. Có đồng học nói phương pháp này rất có hiệu quả. Cho nên chân thành có thể cảm động những con vật nhỏ. Khi Đại sư Ấn Quang còn tại thế, đã làm tấm gương tốt cho chúng ta. Đó cũng không nằm ngoài sự dạy dỗ của bậc thánh hiền xưa. Chân thành cung kính, một lòng xưng niệm. Trong truyện ký chúng ta thấy được, trong căn phòng đó có rất nhiều muỗi, ruồi, bọ chét. Khi Đại sư Ấn Quang dọn tới đó ở, thì trong phòng đó không còn nhìn thấy con vật nào. Nhà Phật nói thiên đơn, chúng dọn nhà, chúng dọn đi hết. Tại sao Ngài làm được, chúng ta không làm được? Ngài thay những động vật này tu công đức, tu phước báo. Công đức phước báo ngày nay chúng ta tu được đều tự mình hưởng thụ. Công đức mà Đại sư Ấn Quang đã tu để cho tất cả chúng sanh hưởng thụ. Cho nên những chúng sanh này sẽ dọn nhà, không tự quấy rối Ngài. Biết rằng nếu công đức tu hành của Đại sư Ấn Quang càng thù thắng, lợi ích của chúng sẽ càng nhiều. Nếu như chúng tới quấy rối Ngài, khiến tâm của Ngài không chuyên, công đức của Ngài ít thì phước báo chúng được cũng ít. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật này, có thể giữ giới tuyệt đối, không sát sanh. Yêu thương tất cả chúng sanh. Phạm vi ý nghĩa của Đại sư Thanh Lương nói rất rộng. Nội hoặc ngoại thù. Nội hoặc là phiền não của nội tâm. Đây là quan gia. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác Phật nói cho chúng ta biết về ma chướng. Ma có bốn loại. Loại thứ nhất là ngũ ấm ma. Loại thứ hai là phiền não ma. Nội quật mà Đại sư Thanh Lương giảng là phiền não ma. Loại thứ ba là tử ma. Loại thứ tư là thiên ma. Phàm là bên ngoài đều thuộc về thiên ma. Như những con vật nhỏ tới quấy rối quý vị, không để quý vị tu hành đàng hoàng, không thể sinh sống bình thường, phần lớn đều thuộc về loại thiên ma này. Ngũ ấm và phiền não là bên trong chúng ta, không phải từ bên ngoài tới.
Ngũ ấm chỉ căn thân, nhục thân này của chúng ta. Trong sắc nói về tứ đại, tứ đại không điều hòa thì sinh lý chúng ta sinh bệnh. Thọ tưởng hành thức là tâm lý. Bệnh không ngoài hai loại lớn này, một là thân bệnh, hai là tâm bệnh. Như bây giờ chúng ta nhìn thấy một số thần kinh không bình thường. Đây là gì vậy? Đây là trong bốn loại là thọ tưởng hành thức này có vấn đề. Đều cản trở việc tu hành. Tất cả những điều này là quán hại. Vô lượng vô biên. Phiền não cũng là vô lượng vô biên. Quan gia đối đầu cũng vô lượng vô biên. Chúng ta phải làm sao để hóa giải những quán kết này, tăng trưởng thiên dương. Quý vị suy nghĩ ý nghĩa của tăng trưởng. Tăng trưởng nghĩa là tăng trưởng đạo hạnh. Hay nói cách khác, tăng trưởng trí tuệ. Tăng trưởng thanh tịnh bình đẳng từ bi. Vậy là có thể hóa giải. Tất cả điều này trong Phật pháp tăng trưởng nghĩa là tinh tấn, dũng mãnh tinh tấn. Đối trị với tất cả quan nghiệp lực, vì muốn giải quán, vì muốn quá giải quán kết, chúng ta nghiêm túc nỗ lực tu hành, thành tựu đạo nghiệp. Sau khi chính mình tu thành chứng quả, quay lại độ những quán thân trái chủ. Như vậy, quán thân trái chủ sẽ không làm khó quý vị nữa. Không những không cản trở quý vị, ngược lại giúp quý vị. Thành tựu của quý vị chính là họ được lợi ích, họ được hưởng lợi. Chúng ta phải giữ tâm này. Tâm này phải chân thật, mới cảm động được những quán thân trái chủ. Mới có thể tránh khỏi tất cả quán hại. Nếu nói gặp phải chuyện như thế này, mời đạo sĩ tới bắt quỷ, vẽ bùa niệm chú, có thể giải quyết được vấn đề không? Không thể giải quyết. Ngược lại khiến những quán thù này càng sâu. Có thể thấy được làm như vậy không phải là cách giải quyết tốt. Cách giải quyết tốt nhất chính là nhẫn nhục ba la mật. Chúng ta có thể nhẫn nhịn, dùng trí tuệ để hóa giải. Nhà Phật thường nói, quan gia nên giải không nên kết. Không kết quán thù với bất kỳ ai, không kết quán thù với bất kỳ chúng sanh nào. Trong chúng sanh bao gồm động vật, cũng bao gồm thực vật. Thực vật cũng có sinh mạng.
Chư Phật Bồ Tát một lòng từ bi. Từ bi là yêu thương chân thành, yêu thương tất cả chúng sanh, đều dùng tâm yêu thương bình đẳng đối với động vật, thực vật. Làm gì có đạo lý không quá giải quán hại. Người thế gian không hiểu rõ đạo lý này, gặp phải việc này lập tức đối kháng. Đối kháng quán này kết càng sâu. Thường nói là quan quan tương báo, không bao giờ dứt. Lục đạo luân hồi, đời đời kiếp kiếp cũng không tự tại. Thời gian trong lục đạo luân hồi càng dài, quán kết càng nhiều, lại càng sâu. Cho nên chúng ta phải nghĩ tới những sự thật này mới thấy đáng sợ, mới biết vấn đề này cần phải giải quyết. Hơn nữa càng nhanh càng tốt, phải giải quyết sớm thôi. Phương pháp giải quyết, vào đầu nhà Thanh, trong chú giải Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đại sư Quán Đỉnh từng nói một câu. Ngài nói, thế giới này quan nghiệp cực trọng, tất cả các kinh pháp, sám pháp trong Phật Pháp cũng không thể sám trừ được, đều không có cách giải quyết. Cuối cùng chỉ có pháp môn niệm Phật có thể giải quyết. Người hiểu đạo lý này không nhiều, không phải người từng trải qua không thể nói ra được những lời này. Công đức niệm Phật là đệ nhất thù thắng, không gì thù thắng hơn. Tại sao vậy? Niệm Phật được Phật lực gia trì, niệm Phật A-di-đà được thần lực của tất cả chư Phật khắp mười phương gia trì. Trong Kinh Di-đà nói sáu phương Phật, Kinh Vô Lượng Thọ nói mười phương Phật. Niệm một câu A-di-đà Phật này, tức là niệm tất cả chư Phật Như Lai trong mười phương ba đời, được quay thần của tất cả chư Phật gia trì. Sức mạnh này tất nhiên vượt qua tất cả kinh, tất cả pháp. Thật sự hiểu rõ đạo lý này, người hiện nay đa số đều tu pháp môn sám hối, như Thủy Lục Pháp Hội, Lương Hoàng Bảo Sám, đông người, rất náo nhiệt. Hiệu quả thực tế mãi mãi không thể bằng niệm Phật đường. Quý vị đừng thấy ba người, năm người đang niệm Phật, lực lượng sám hối tiêu nghiệp đó hơn hẳn Thủy Lục không biết bao nhiêu lần. Từ Đại sư Quán Đỉnh chúng ta có thể hiểu rõ đạo lý này. Cho nên lúc nào cũng phải có nguyện vọng hóa giải quán kết.
Không những bình thường niệm Phật hồi hướng, mà còn phải hành động thực tế. Sự tu học của chúng ta mới không uổng công. Lực lượng này sẽ thù thắng. Nói một cách khác, áp dụng sự tu học của chúng ta vào trong cuộc sống, thì hiệu quả công đức này rất thù thắng.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.